Trong cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt các đơn vị của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh truyền đạt lại những mong muốn của Thủ tướng trong thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương xây dựng và hoàn thiện kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa các mục tiêu hướng đến kim ngạch hai chiều Việt Nam-Hàn Quốc đạt 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong hai ngày 27 và 28 tháng 11 vừa qua đã thành công tốt đẹp trên nhiều phương diện, tạo tiền đề quan trọng để hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược phát triển lên tầm cao mới. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đứng thứ hai về du lịch, thứ tư về thương mại. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là địa bàn đầu tư và thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc và là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN, chiếm 40% tổng kim ngạch ASEAN-Hàn Quốc. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp xây dựng kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa kết quả của chuyến công tác, hướng tới những mục tiêu cụ thể đã nêu, đặc biệt là mục tiêu đạt kim ngạch 100 tỷ đô la Mỹ Việt Nam-Hàn Quốc ngay trong năm 2020. Kế hoạch sẽ được thực hiện trên cơ sở thuận lợi hóa đầu tư và tăng trưởng đầu tư, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư, duy trì vị trí là nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam, khai thác tốt các dư địa của FTA Việt Nam-Hàn Quốc, VKFTA đã ký kết, tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý để khơi thông dòng chảy thương mại, đầu tư giữa hai bên.